Hello mọi người nhé, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Aceton. Thì hôm nay em tiếp tục giới thiệu cho mọi người những cái bộ mũi khoan rất là đặc biệt. Thì bình thường em đã giới thiệu cho anh em những cái bộ mũi khoan thép, và những cái bộ mũi khoan thép đã về rất là nhiều rồi. Thì đây là những cái bộ mũi khoan inox mà nó đặc biệt hơn. Thông thường thì khoan thép ấy, thì thành phần của nó sẽ là thép gió HDS thôi. Nhưng mà với cái phần khi các bác khoan inox ấy, thì các bác sẽ phải thêm cái thành phần là coban 5% ở từng bộ mũi khoan. Thì trên đây em đang có sẵn những bộ 19 và 25 mũi để có thể là giới thiệu cho mọi người các bác nhé. Với bộ 19 mũi thì mã hàng của nó sẽ là 4511 set 19, thành phần là thép gió HDS dạng E, coban là 5% ở trên này. Và size bước khoan cũng như là tổng số mũi khoan nó đều có rõ trên này. Tổng số mũi khoan là 19 mũi. Còn kích thước nó có thể khoan là từ 1.0 đến 10. Bước nhảy của nó sẽ là bước nhảy hay bước tịnh tiến của mũi khoan là 0.5mm. Và với cái đỉnh mũi khoan nó là 135 độ này. Rồi là có những cái đáp ứng những tiêu chuẩn DIN 338 và sản xuất 100 tấm tại Spain, Tây Ban Nha các nhé. Một bộ như này thì khi mọi người về nhận hàng thì nó sẽ gồm một cái hộp đựng bên ngoài bằng nhựa. Nói chung là nếu mà về mũi khoan thì em thấy là đa số các hãng sẽ có một cái hộp kiểu như này. Nhưng mà cái quan trọng là xuất xứ đâu. Xuất xứ, ví dụ những cái bộ này nó xuất xứ tại Spain nên là khi mọi người dùng thì nó sẽ bền hơn. Và những cái dòng này thì nó sẽ phủ cơ ban nên là anh em nhìn thấy một cái màu sắc nó ngà ngà màu vàng ở bên ngoài các nhá. Và trên từng cái mũi khoan như này thì nó sẽ đều có cái kích thước của nó luôn. Kích thước cũng như là cái vật liệu thép của nó sẽ là như thế nào các nhá. Đây, thì trên từng mũi, ví dụ như đây là mũi 6.5mm này, Baco HDS dạng E này, và size mũi khoan. Và với từng cái mũi khoan như này, với cái dòng như thế này ấy, thì với cái dòng xịn ấy, thì tất cả cái mũi khoan thì trước khi mà ra cái thành phẩm mũi khoan như này thì nó đều là một cái phôi thép tròn như này, nó có phôi thép tròn như này. Sau đó thì bắt đầu họ sẽ CNC toàn bộ theo cái rãnh xoắn này, rãnh xoắn này có nhá, CNC toàn bộ theo cái rãnh xoắn này thì bắt đầu mới tạo ra được cái một cái mũi khoan. Sau đó khi mà CNC xong thì bắt đầu là họ mới phủ coban thêm ở bên ngoài các nhá. Còn ví dụ như mũi khoan rẻ ấy, thì thường là với một cái phôi thép như này họ sẽ tạo ra hai cái đường song song, sau họ bẻ xoắn một góc độ nào đó, xoắn một, ví dụ như là hai cái đường rãnh song song như này, sau họ bẻ xoắn một góc độ thì nó sẽ tạo ra những cái rãnh xoắn mà kiểu xoắn vỏ đỗ như này. Nhưng mà về bản chất ấy, thì như thế thì nó sẽ tiết kiệm chi phí, nhưng mà khi mà sử dụng ấy, thì các bác dùng nó sẽ không được bền. Vì vậy nên là khi mình em dùng ấy, thì những cái bộ như này nó sẽ cho tần suất hiệu suất làm việc cũng như là độ bền nó sẽ cao hơn các nhá. Khi mà sử dụng thời gian dài thì cái đỉnh mũi khoan này nó sẽ bị cùn hay nó mòn đi, thì bác vui lòng là mài lại cái đỉnh mũi khoan để đạt được cái trạng thái mà tối đa đạt cái hiệu suất xuất cắt cũng như là cái độ bền của mũi khoan đạt tối đa các nhá. Đấy, thì đây là những cái size mà nó sẽ gồm là tổng thể gồm rất là nhiều. Ví dụ như là size nhỏ nhất của nó sẽ là từ 1.0mm, với các bác nhìn thấy rõ luôn, 1.0 này, 1.5 này, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 và cứ thế này tiến tiến lên 6.5 này, 7.0, 7.5, 8.0 này và đến 10.0. Và tất cả những cái size như này thì từ cái size nhỏ nhất đến size lớn thì nó đều phủ coban ở ngoài cả. Nên là khi mà anh em sử dụng thì ngoài những cái vật liệu thông thường như là sắt, thép, nhôm, đồng các thứ nó đều có thể khoan được, thì inox là nó đặc trị được luôn. Ví dụ như những cái sản phẩm như này thì nó sẽ khi mà bác khoan thì nó sẽ không bị cháy mũi. Cháy mũi ở đây là cái hiện tượng mà mũi nó bị các bác khoan được một lần xong là nó bị cháy, nhưng mà cái mũi ngoài nó có thể là khoan với tần suất nói chung là dùng đi dùng lại các thứ là ok các bác nhá. Đấy, một cái bộ như này nó sẽ gồm 19 chi tiết, tổng thể là 19 chi tiết các bác nhá. Thì cái quan trọng nhất là cái sản phẩm đây thì nó cho phép anh em khoan gần như là tất cả những vật liệu, từ vật liệu thông thường nhôm, gang, đồng, sắt, thép nó có thể khoan được hết, và ngoài ra khoan được cả inox nữa. Điều đặc biệt trên đấy nên là giá thành nó sẽ cao hơn. Một bộ như này 4511 set 19 như này giá đang bán là 4 triệu một bộ các nhá. 4511 set 19. Đấy là bộ từ 1.0 đến 10. Ngoài ra thì bên em sẽ có một bộ là từ 1.0 đến 13. Và tất nhiên rồi, anh em muốn mua bộ nào thì bên em đều có sẵn để có thể hỗ trợ cho mọi người được luôn. Đấy, size nó cũng là từ 1.0 này, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 và cứ thế tịnh tiến lên đến tận là 13, 12.5, 13mm ở trên này các nhá. Ở đây em sẽ lấy một size lớn để cái bộ này để anh em có thể nhìn rõ luôn này, xem là kích thước nó như cũng như là cái độ lớn của mũi khoan nó như nào. Ok chưa bác? Đấy, nó đều dập chìm thương hiệu Baco này. Dòng vật liệu là HDS, thép gió HDS nhá. 2 piece steel đấy. Và đầu size mũi vít của đầu size mũi khoan của nó là 13. Và tất cả những cái dòng này thì nó đều là dùng kẹp ba chấu các nhá, để các bác có thể là định vị các nhá, chứ không phải là theo cái dạng là mũi mà thiết kế theo dạng là chuẩn lục giác 6.35 đâu, mà tất cả những dòng này nếu mà những cái mũi khoan tần suất lớn là đều dạng chui tròn như này hết các nhá, chui tròn như này hết.
Và tất nhiên rồi, nó vẫn là phủ coban ở ngoài. Vì vậy nên là những cái bộ như này thì anh em có thể là tham khảo một trong hai bộ. Và tất nhiên là anh em mua ở Hearthstone chắc chắn là giá tốt hơn rồi. Còn bộ này mã hàng thì anh em có thể là tìm kiếm cũng như là search mã hàng giúp em là 4511Z25 HNE Coban 5% 135 độ, cũng như là tiêu chuẩn IN 338 1.0 đến 13, 25 mũi thì đây, 25 mã hàng của nó. Và tất nhiên là sản xuất tại Spain có nhá. Và bộ này thì giá nó cao hơn bộ này một chút. Ví dụ như bộ này đang bán cho các bác là 4 triệu thì bộ này nó phải đâu đó gần gấp đôi có nhá. Bộ này giá đang là 7 triệu 500 nghìn có nhá, 7 triệu 500 nghìn cho một bộ này. Tất nhiên là giá nó cao hơn bởi vì là những cái mũi kho, mũi to như này mà để gia công chi tiết chính xác rồi làm để làm cái vật liệu cũng như là để anh em sử dụng cái tần suất lớn thì đòi hỏi là những cái mũi càng mũi to như này nó càng đắt. Ví dụ như từ mũi 10.5 đến này, một dọc như này nó đã chênh nhau khá là nhiều tiền rồi. Anh em mua một mũi lẻ như này chắc chắn là phải lên tới cả tầm 800 nghìn đến 1 triệu chứ không có rẻ đâu các nhá. Đấy, thì hiện tại đang có sẵn những cái bộ như này. Anh em muốn trải nghiệm cái bộ nào thì đều có thể liên hệ bên em, bên em có thể hỗ trợ. Đây là video giới thiệu về những cái bộ mũi khoan dạng xoắn ốc, dạng xoắn vỏ đỗ nhá, để anh em có thể trải nghiệm. Và những cái bộ 1.0 đến 10, 1.0 đến 13 hàng có sẵn tại kho với số lượng để anh em có thể đặt. Anh em đặt một bộ, hai bộ, ba bộ, năm bộ tùy thích theo ý muốn của các bác luôn. Ok chưa các bác? Đấy, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video sắp tới. Chào tạm biệt mọi người.